ghé thăm Tiên Phước, Quảng Nam. Xứ sở thập ngũ tiên xa. Hành trình trở về với chốn quê Thanh Bình. Những con đường lát đá chính là đặc điểm nổi bật của làng cổ Lộc Yên. Từng lớp đá rêu phong uốn lượn do chính tay người dân tạo ra sẽ dẫn chúng ta đến với một địa điểm vô cùng thú vị. Lối đi men theo sườn đồi, ngõ đá dài uốn lượn giữa rừng cây đưa tôi vào một không gian xanh ngọc, vừa cổ kính vừa thơ mộng. Cũng bình thường mà. Mình đem mo về là mình cắt, tải sợi ra, mình phơi khô, bắt đầu mình để ra là mình đang chừng chừng mùa mưa mình cũng đang được, mùa nắng mình cũng đang được. Kết thúc hành trình, hãy cùng tôi ghé thăm vườn Cừa tại thành phố Tam Kỳ, nơi có vườn xưa cổ hơn 300 năm tuổi, được bao phủ bởi sắc vàng rực rỡ của hoa xưa, đẹp tựa như một nàng thiếu nữ dịu dàng. Dạo bước ở nơi đây, tôi biết rằng mỗi miền đất, mỗi con người đều mang một vẻ đẹp rất riêng. Để khi trở về, tôi mang theo một hành trang thật đặc biệt, đó là tình yêu đất nước con người, chắp cánh cho mỗi chuyến đi, mỗi cuộc hành trình mới. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặt lửa khói dày xeo tháng năm. Người Việt Nam da đâu mắt đen, thảo thơm bất khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta